Chỉ một câu nói, Hương Giang tiết lộ tình trạng yêu đương hiện tại. Trên trang cá nhân, Hương Giang đăng tải bộ ảnh với vi rùa vạn người mê chuẩn quý cô sang chảnh. Đáng chú ý là màn tương tác của Hương Giang với khán giả. Cụ thể, người này để lại bình luận, sắp cưới nên mặc gì cũng toát ra hào quang cô dâu. Hương Giang liền đáp ngay và luôn, có mới nói nha, nói là tin nha. Một tài khoản khác viết, cô bé sinh thế có người yêu chưa em? Nữ ca sĩ tiếp tục, người yêu là gì? Màn tương tác trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Hương Giang ẩn ý tiết lộ mối quan hệ độc thân. Trong bộ ảnh mới, nữ ca sĩ chọn tone make up đậm cùng thần thái lạnh lùng toát lên vẻ sang chảnh của một quý cô. Vi rùa xinh ngất ngây này khiến công chúng hết lời khen ngợi. Hương Giang ngày càng đẳng cấp nhan sắc, chứng minh rằng phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận có cánh tới nữ ca sĩ như Hương Dương này xinh quá, 10 điểm chị ơi, xinh ngất ngây chị ơi, đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. U mê cái nhan sắc này quá đi trời ơi, đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt, Hương Giang và Mát Lưu khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối vì công khai đường ai nấy đi sau 2 năm hẹn hò. Có thể thấy, sau chia tay Mát Lưu, Hương Giang đang tận hưởng cuộc sống độc thân chưa nghĩ đến chuyện yêu đương trong tương lai. Người đẹp thường xuyên tự thưởng cho bản thân nhiều chuyến du lịch để tâm trạng vui vẻ, lạc quan. Nhìn nữ ca sĩ nhanh chóng cân bằng tâm trạng, vui vẻ sau hậu chia tay khiến khán giả cũng yên tâm phần nào.